Đã chia sẻ cái cảm xúc ngày hôm nay khi mình mở ra cái chương trình này. Hôm nay Thảo cảm thấy rất là vui, là bởi vì với đêm nay là bởi vì theo cái chủ đề là đêm Vu Lan, được mặc những trang phục áo dài của theo chủ đề này, những trang phục áo dài hoa sen. Cái thứ hai nữa là được cùng cộng tác với các anh chị ca sĩ nghệ sĩ để góp vui cho chương trình hôm nay, là cái thứ hai và cái thứ ba nữa đó là được phục vụ chương trình từ thiện để giúp cho chị Mai Phương và chú Lê Bình được mau khỏi bệnh để trở lại với sân khấu để phục vụ khán giả. Riêng em thì em rất là cũng hơi buồn, là bởi vì vừa nghe tin chị Phương và chú Lê Bình bị căn bệnh như vậy thì em cũng không biết nói gì hơn. Thì sau chương trình này, và em cũng cầu chúc cho chị Phương và cũng như chú Lê Bình sẽ được mau khỏi bệnh để trở lại với sân khấu để phục vụ khán giả. Chú Lê Bình thì Thảo chưa có cộng tác, nhưng mà chị Mai Phương thì Thảo có cùng cộng tác với chị là hai lần ở Tây Ninh, là lúc đó là Thảo còn đi hát ở chợ Lô Tô, là đoàn của Thảo có tăng cường chị. Thì thấy chị Mai Phương như thế nào? Chị Mai Phương rất là dễ thương, ở ngoài thì rất là dễ thương và chị hiền, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, rất là dễ thương, Thảo rất là thích chị. Chương trình ngày hôm nay thì Thảo cũng mong muốn là chúc cho chương trình được thành công tốt đẹp và khán giả mình sẽ yêu thích chương trình ngày hôm nay, và chúc cho bà con mình xem chương trình hôm nay được vui vẻ và hạnh phúc, và không quên là chúc cho chị Phương và chú Bình mau hết bệnh. Được biết thì nói chung là Thảo được nhiều người biết đến là qua chương trình Người Biết Ở, đúng không? Yeah. Nhưng mà dạo gần đây thì nghe nói là Thảo có tham gia chương trình Bolero, thì không biết là cái chương trình này Thảo đã đi đến vòng nào rồi? Thì hiện nay thì Thảo đang casting cho chương trình solo cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long 1 phối hợp cùng công ty truyền thanh Khang. Thảo thi được hai vòng, vòng 1 và vòng 2 của vòng sơ tuyển, là Thảo được lọt vào vòng trong rồi. Thì bây giờ Thảo đang cơ hội cũng như là đang hồi hộp và rung, không biết là mình có lọt vào vòng bán kết 1 hay không. Thì hiện nay thì Thảo đang chờ đợi, tại vì nghe ban tổ chức nói là đầu tháng 9 sẽ báo kết quả. Thì Thảo cũng hy vọng là Thảo được lọt vào top 30 để được lọt vào vòng bán kết 1 để thì chương trình này, thì rất mong là khán giả cũng như các bà con gần xa theo dõi Thảo và ủng hộ cho Thảo để Thảo có tinh thần để được lọt vào vòng bán kết để phục vụ cho khán giả mình nhiều hơn. Nhưng mà qua những cái vòng thi vừa rồi thì Thảo cảm thấy mình đã đủ tự tin chưa? Nói chung là Thảo cũng rất là run và hồi hộp, sợ. Tự tin thì Thảo không có tự tin, tại vì Thảo sợ lắm, nhút nhát lắm. Vào thi mà cứ run hoài, sợ hoài, sợ là không bằng các anh chị khác. Cho nên là cứ niệm Phật rồi với đổ mồ hôi hoài. Rồi mùa Vu Lan này nè, đang mùa Vu Lan nè, thì Thảo có món quà gì gửi về cho gia đình hay là gọi điện về cho mẹ không? Gọi gì cho mẹ thì cũng ít có gọi lắm, nhưng mà cũng không quên chúc cho cha mẹ mùa Vu Lan này được hạnh phúc và được vui vẻ bên gia đình cũng như con cháu. Thì tối đêm nay Thảo sẽ trình bày một ca khúc, không biết là mẹ có xem được chương trình hay không, nhưng mà cũng sẽ gửi tặng cho mẹ với ca khúc Bóng Dáng Mẹ Hiền. Xin gửi tặng cho mẹ, mong mẹ nghe ca khúc này và mẹ sẽ thương con nhiều hơn. Thật sự mà nói, khi mà hay được cái tin mà nhóm làm từ thiện cho diễn viên Mai Phương với lại chú Lê Bình thì Yumi vui lắm. Lúc đó là mình cảm nhận được mấy anh chị em đồng nghiệp cùng trong nghề với nhau, thay vì mình không giúp được nhiều thì mình giúp được ít. Thật sự thì Yumi cảm thấy cái buổi biểu diễn hôm nay, mi hy vọng rằng nó sẽ rất là thành công để cho toàn thể khán giả mình có thể biết được nhóm Hương Nam cũng như là Yumi sẽ được nhiều khán giả mình yêu thích hơn. Hồi trước giờ Yumi có từng gặp chị Mai Phương với chú Lê Bình chưa? Thật sự mà nói thì
lúc chị có đi xem hội chợ thương mại, nhưng mà mình đứng xa lắm, chỉ gặp được chị Mai Phương thôi, nhưng mà sao không thấy rõ. Còn chú Lê Bình thì Dung My ấn tượng nhất với cái vở truyện cổ tích là Giả Trang. Thì thật sự mà nói, khi mà đọc được trên mạng thấy chú Lê Bình bị như vậy là My nói với mẹ liền: mẹ, ngày 28 tây này con đi diễn làm từ thiện cho chú Lê Bình, cái người mà đóng cổ tích Giả Tràng á, mẹ biết không? Mẹ nói mẹ biết ông có bị gì. Thật sự mà nói thì dân miền Tây thì người ta sẽ hỏi ông có bị gì, chứ theo My nghĩ thì phải gọi là chú cho nó đúng. Thì My mới nói là hay tin được chú đó bị bệnh phổi cũng giống như chị Mai Phương vậy đó, nhưng mà cái hoàn cảnh chú ấy khó khăn hơn chị Mai Phương, phải nằm ở ngoài hành lang, một giường bệnh là 200 ngàn, thấy tội nghiệp lắm. Rồi nhóm tụi con mới diễn từ thiện nhưng mà có mời ca sĩ đông lắm. Thật sự hôm nay là My định chở mẹ My lên chơi luôn, nhưng mà đường xa quá với lại có một đêm về tội nghiệp mẹ, nên My đi lên đây một mình. Nghe nói là chủ đề hôm nay là về Vu Lan, thì dạ, có thể hiện bài hát hay là gì để gửi tặng cho những người làm mẹ và riêng mẹ của mình không? Thật sự mà nói chủ đề Vu Lan thì My rất là muốn hát ca khúc về mẹ để tặng cho những người mẹ trên thế giới này cũng như là riêng mẹ của My. Nhưng mà cái sở trường của My thì hát không có được ngọt cái làn điệu dân ca hay là bolero. Nhưng mà My hứa My sẽ cố gắng, nếu mà có tiết mục dành riêng cho My ngày hôm nay, My sẽ hát một ca khúc dành tặng riêng cho mẹ của My. Thì được biết là Tâm Thảo vừa rồi cũng có tham gia chương trình là song ca cùng bolero đó. Thì không biết là Dung My cũng chơi thân với lại Tâm Thảo thì có chia sẻ gì về cái chương trình đó, cũng như là gửi lời chúc cho Tâm Thảo đi. Thật sự mà nói, lúc mà cái ngày mà Thảo đi casting thì My không có đi chung được, My phải về quê. Rồi My có nhắn tin là chúc bạn thành công nha, cố lên, tại vì hai đứa ở chung nhà mà mình không có lời chúc sao được, dù gì cũng bạn thân, nên mình chỉ động viên qua tin nhắn thôi. Rồi nhưng, Thảo đã mang về tin vui gì chưa? Thảo nói là Thảo là lọt vòng casting rồi, nhưng mà đợi tháng 9 này thì sẽ biết nữa. Nhưng mà My sẽ chúc cho Tâm Thảo thành công trên con đường mình chọn hơn. Rồi gửi lời chúc đấy chị Mai Phương với lại chúng mình đấy, cũng như là ngày lễ Vu Lan mình gửi lời chúc luôn cho tất cả những mẹ khám sinh thành. Trước tiên thì Yumi xin chúc cho chị Mai Phương cũng như chú Lê Bình là được dồi dào sức khỏe, mau qua cơn bệnh để còn phục vụ cho nhiều khán giả. Còn riêng cái lễ Vu Lan, với hôm nay thì chủ đề Vu Lan, thì Yumi cũng xin chúc cho tất cả các bà mẹ hay là các bậc cha đấng sinh thành được dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng hạnh phúc bên gia đình. Hình như hôm nay là có công chúa Lâm Khánh Chi. Dạ. Với là Dung My có diễn xuất hay là gì chung với lại chị hay không? Thật sự mà nói thì Lâm Khánh Chi thì Dung My rất là thần tượng từ lúc mà chưa chuyển giới với cái khúc Tình Yêu Sỏi Đá. Dung My thích lắm. Lúc đi hát hội chợ thì lúc đó hội chợ Lô Tô thì có hát chung với chị, nhưng mà lúc đó thì My lên hát xong, chị thì được tăng cường xuống hát, rồi hai chị em cũng không được nói chuyện nhiều, cũng chưa có bức ảnh nào, hy vọng hôm nay sẽ có bức ảnh với chị. Rồi, cảm ơn.